Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, nhiều gia chủ đang thắc mắc, ngày rằm tháng 11 âm lịch nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và kết nối tâm linh một cách tốt nhất? Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào khung giờ vàng này. Không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ. Để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng, nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương ngày 15 tháng 11 là tốt? Sai lầm thắp hương khi cùng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cát hung ngày rằm tháng 11 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cát hung của từng giờ trong ngày rằm tháng 11. 3. Tìm ra những khung giờ tốt thắp hương ngày rằm tháng 11 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cùng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ như sau. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày rằm, mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi không cho tà khí, uế khí, tạp khí xâm nhập vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần có 7 thứ sau. 1. Là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu, là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày rằm tháng 11 âm lịch, ta cũng cần phải xét xem ngày cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt phù hợp nhất. Ngày 15 tháng 11 âm lịch là ngày Ất Mùi, tức là can khắc chi, Ất Mộc khắc mùi thổ, là ngày cát trung bình hay ngày chế nhật.
Nạp âm ngũ hành của ngày là Sa Trung Kim, kỵ tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và thợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Tam sát kỵ mệnh tuổi Thân, Tí Thìn. Trong ngày 15 tháng 11 có triệu nguy và sao tình là sao Cát trong bộ nhị hợp bát tú. Các thần trong ngày có Cát Khánh, Thất Khánh, Thần Tại, Tứ Tướng, Yếu Yên, Đại Minh. Các việc nên làm trong ngày rằm tháng 11 là an thần, bách sự nghi dụng, cầu tài, di cư, huấn luyện, khởi công, thượng lương, thượng quan, trai tiếu, tu phương, tu trạch, tác sự, tao trạch, thế tự, đính hôn. Hung thần trong ngày rằm tháng 11 âm lịch có Bát Tọa, Bạch Hổ, Nhập Trung, Câu Trần, Kê Hoãn, Long Hội, Lâm Cách, Mộ Khố Sát, Nguyệt Hư, Nguyệt Hại, Nguyệt Hòa, Nguyệt Sát, Ngũ Quỷ, Quả Tú, Thiên Địa Hung Bại, Tứ Hư, Tứ Kích, Tứ Quý Bát Tọa, Tử Biệt, Độc Hòa. Các việc kiêng kỵ không nên làm là châm cứu, cái ốc, cầu tự, cầu y, giao dịch, giá thú, khai sanh phần, khai thương khố, khởi tạo, khinh lạc, kết hôn nhân, nhập trạch, nạp tài, phá thổ, phạt mộc, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, xuất tài vật, yến hội, điền liệp, đình tân khách, đăng sơn, đại sát và động thổ. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng phân tích về các hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày rằm tháng 11 được hanh thông và thuận lợi. 1. Giờ đầu tiên ta xét là giờ Bính Tý từ 23 đến 1 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Hình, Thời Hại, Thiên Binh, Thiên Ất Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Minh Tinh. Đây là giờ xấu trong ngày và không nên dùng. 2. Giờ thứ hai ta xét là giờ Đinh Sửu từ 1 đến 3 giờ. Trong giờ này có các sao là Chu Tước, Thời Phá, Thời Hình, Cổ Mộ Sát, Phúc Tinh Quý Nhân, Quý Đăng Thiên Môn, Thiên Xá, Kim Tinh. Trong giờ này cũng có nhiều hung tinh và không nên sử dụng. 3. Giờ thứ ba ta xét là giờ Mậu Dần từ 3 đến 5 giờ. Trong giờ này có các sao là Kim Quỹ, Đế Vượng, Ngũ Quỷ, La Hầu, Lục Mậu, Lôi Binh là khung giờ cực xấu trong ngày và không nên sử dụng. 4. Giờ thứ tư ta xét là giờ Kỷ Mão từ 5 đến 7 giờ. Có các sao là Thiên Đức, Tứ Đại Cát Thời, Tam Hợp, La Thiên Đại Tiến, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Ngũ Quỷ, Thổ Tinh, Cửu Xú. Đây là khung giờ đại cát và có nhiều cát tinh, thích hợp cho việc thắp hương rằm tháng 11 âm lịch. 5. Giờ thứ năm ta xét là giờ Canh Thìn, từ 7 đến 9 giờ, có các sao là Bạch Hổ, Kế Đô, Thiên Cương, Tuần Trung Không Vong, Địa Binh, Ngũ Hợp. Đây là giờ cực xấu, không nên thắp hương vào giờ này. 6. Giờ thứ 6 ta xét là giờ Tân Tỵ từ 9 đến 11 giờ, có các sao là Ngọc Đường, Thiên Khai, Thiếu Vi Tinh, Quý Đăng Thiên Môn, Dịch Mã, Mộc Tinh, Ngũ Bất Ngộ, Cố Thần, Tuần Trung Không Vong. Đây là giờ hoàng đạo để thắp hương rằm tháng 11 âm lịch. 7. Giờ thứ 7 ta xét là giờ Nhâm Ngọ từ 11 đến 13 giờ, có các sao là Thiên Lao, Thiên Cẩu Hạ Trực, Thiên Lộ Không Vong, Cửu Xú, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Trường Sinh, Lục Hợp, Tham Lang. Đây là giờ xấu và không nên thắp hương rằm tháng 11. 8. Giờ thứ 8 ta xét là giờ Quý Mùi, từ 13 đến 15 giờ, có các sao Huyền Vũ, Triệt Lộ Không Vong, Thời Kiến, Hữu Bật, Thủy Tinh. Trong khung giờ này toàn sao xấu, không nên thắp hương vào giờ này. 9. Giờ thứ 9 ta xét là giờ Giáp Thân từ 15 đến 17 giờ, có các sao là Tư Mệnh, Thiên Ất Quý Nhân, Thiên Quan Quý Nhân, Tả Phụ, La Thiên Đại Thoái, Hỏa Tinh, Kiếp Sát, Thiên Tặc. Đây là khung giờ tốt để tiến hành thắp hương tháng 11 âm lịch. 10. Giờ thứ 10 ta xét là giờ Ất Dậu từ 17 đến 19 giờ, có các sao là Câu Trần, Cửu Xú, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Tỷ Kiên, là giờ xấu không nên thắp hương do có nhiều hung tinh. 11. Giờ thứ 11 ta xét là giờ Bính Tuất, từ 19 đến 21 giờ, có các sao là Thanh Long, Hỷ Thần, Đường Phù, Vũ Khúc, Kim Tinh, Hà Khôi, Nhật Mộ, Thiên Binh. Đây là giờ cát trung bình, có thể lựa chọn. 12. Giờ cuối cùng là giờ Đinh Hợi, từ 21 đến 23 giờ, có các sao là Minh Đường, Tam Hợp, Thiên Xá, Quốc Ấn, La Hầu, Quả Tú. Đây là giờ tốt trong ngày 15 tháng 11 âm lịch. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày rằm tháng 11 âm lịch có các khung giờ tốt như sau. 1. Giờ Kỷ Mão từ 5 đến 7 giờ. 2. Giờ Tân Tỵ từ 9 đến 11 giờ. 3. Giờ Giáp Thân từ 15 đến 17 giờ. 4. Giờ Bính Tuất từ 19 đến 21 giờ. Và 5. Giờ Đinh Hợi từ 21 đến 23 giờ.
Đó là những khung giờ tốt nhất để cúng ngày rằm tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy lựa chọn ra cho mình những khung giờ hoàng đạo tốt nhất và phù hợp nhất với mình để tiến hành thắp hương cúng rằm tháng 11 âm lịch được thuận lợi và may mắn. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 15 tháng 11 âm lịch thì sẽ chủ động hơn cho việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng rằm tháng 11 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!